rất nhiều món tại nhà hàng buffet New Century. Vào đây không biết chọn gì luôn. Hải sản rất ngon. Tôm càng xanh hấp xả này. Ghẻ. Bề bề. Móng tay. Tôm rảo. Bẹp xanh chai biển. Các loại hàu ức, lợn ngỗng, bò áp chảo. Các loại ốc. Mỗi món thử một ít. Ghẹ ra muối luôn. Ghẹ ra muối. 150 món à? 150 món à? À. Đây là đặc sản của Lạng Sơn này. Hoa hồi. Đây có cả bánh đúc chấm mắm tôm. Đây là bún, các loại bún, bánh, bánh đúc. Rất nhiều. Các loại bánh, có cả bún đậu mắm tôm mà chị nhỉ? Vào đây. Các loại bánh tráng. Đây có cả một gỏi cuốn, phở cuộn, các món salad. Đây vào một rừng này. Đây gọi vào một lông trường. Đây, các loại hàu. Hàu review. Đây các loại sashimi. Đây là cá hồi. Và đây là cá ngừ. Cá ngừ. Rất nhiều món nha. 150 món. Và đây là các loại rượu. Mẫu Sơn Địch không thể thiếu là. Còn đây là bàn tiệc rất là rộng. Có thể thưởng thức các món ở đây. Đẹp quá. Không gian lịch sự sang trọng. Đồ ăn ngon.